Khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2018, tổ công tác Công an thành phố Lạng Sơn phối hợp với phòng PA61 Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực đường Trần Đăng Ninh thuộc thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lý Văn Độ sinh năm 1979 trú tại thôn Chi Mạc, xã Hoàng Đồng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 12P104530 chở pháo đi tiêu thụ. Qua kiểm tra bên trong hai bao tải dứa có 37 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. Bước đầu độ khai nhận toàn bộ số pháo trên được mua từ bên Trung Quốc và vận chuyển theo đường mòn giáp danh vào Việt Nam, sau đó vận chuyển vào bên trong nội địa để bán kiếm lời. Tiếp đó vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 15 tháng 1 năm 2018, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Phai Luông, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1974, trú tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 99S2 5839 chở theo một thùng xốp bên trong có chứa nhiều cây thuốc lá. Vỏ ngoài in chữ nước ngoài và in ký hiệu 3 số 5, không có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc. Bước đầu khùng khai là nhận vận chuyển thuê số thuốc lá lậu trên khoảng 30 cây thuốc lá cho một người phụ nữ không biết tên từ khu vực Cổng Trắng, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng về thành phố Lạng Sơn hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý đối tượng và tăng vật theo quy định của pháp luật